Và sau đây con xin phép được mời đến vị lắng động lại một chút xíu với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành Vinh và anh Ngọc Phụng, một sáng tác được mang tên Nhớ Nhung, vị cùng lắng nghe.
đầy ấm sao ạ? Phi nhung mừng rất nhiều. Dạ, và tiếp theo em xin phép được mời lên sân khấu một giọng hát của một người chị cũng trong là đàn gà con của mèo Phi Nhung, giọng hát trong bản tin nữ ca sĩ Quỳnh Trang.